Chiều nay, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, bà Ngô Thị Mận, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giáo sư Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã thăm Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, hai phu nhân đã tham quan phòng trưng bày và nghe giới thiệu về các tài liệu hiện vật tại bảo tàng nhằm tôn vinh nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời phản ánh sự phát triển và thay đổi về vai trò, vị thế và đời sống của người phụ nữ trong xã hội qua thời gian. Giáo sư Bành Lệ Viên chân thành cảm ơn phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận đã cùng thăm bảo tàng, giúp bà hiểu hơn về sự cần cù, dũng cảm của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp đó, hai phu nhân đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu với các gương điển hình về giáo dục và các trẻ em gái trong mục tiêu thúc đẩy giáo dục. Lắng nghe các chia sẻ, giáo sư Bành Lệ Viên, đại sứ thiện chí của Tổ chức Y tế Thế giới về phòng chống bệnh lao và HIV/AIDS, đại sứ đặc biệt của UNESCO về giáo dục phụ nữ và trẻ em gái, bày tỏ sự ấn tượng trước những tấm gương phụ nữ Việt Nam và đánh giá cao vai trò của giáo dục trong thay đổi số phận của nhiều phụ nữ và trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn. Trong không khí gần gũi và chân tình, phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận đã cùng phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, giáo sư Bành Lệ Viên thưởng trà, xem trình diễn áo dài và biểu diễn nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Chuyến thăm của các phu nhân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và là nguồn động viên quý báu, tăng cường tình hữu nghị và sự kết nối giao lưu giữa phụ nữ và nhân dân hai nước.